Xin chào các anh chị, em là Tao đến từ công ty chứng khoán MB. Hôm nay em xin cập nhật về tình hình thị trường và chia sẻ về diễn biến phiên hôm nay, xem hôm nay có phải là phiên phân phối hay không. Thì anh chị cùng xem video. Thì hôm nay thì VN-Index có một phiên tăng điểm khá là tốt, khi mà VN-Index ngay từ khi mở cửa là VN-Index có ở ngay cái vùng thấp thấp ở vùng 1.2890. Sau đấy thì tăng rất là mạnh, tăng đến vùng 1.298. Tuy nhiên là sau khi mà gặp cái áp lực bán khi sát 1.300 thì VN-Index giảm rất là nhanh và chỉ giảm kết thúc ở cuối phiên là quanh vùng 1.291, vùng 1.292. Đấy, cái thanh khoản trong phiên hôm nay thì thanh khoản hôm nay cũng duy trì là thấp hơn phiên hôm qua. Đấy. Đấy. Hôm nay thì thanh khoản nó thấp hơn khoảng 5% thôi, thì cũng là một phiên mà giao dịch trên 20.000 tỷ. Đánh giá thì cũng chưa có gì xấu. Để tác động với chỉ số VN-Index thì anh chị có thể thấy ở đây là có tỷ lệ mã tăng nó chỉ chiếm 44%, còn các mã giảm là chiếm 37%, còn các mã đánh giá là tầm 18%. Dòng tiền phân bổ thì anh chị theo phân bổ cho thấy là so với phiên qua thì dòng tiền phân bổ rất đều đặn vào cái cổ các mã xanh. Phiên hôm nay thì có sự yếu bớt đấy, thì dòng tiền phân bổ chủ yếu vào cái dòng cổ phiếu ngân hàng đấy, trong khi các dòng khác như là chứng khoán này, dòng thép hay là dòng bất động sản thì nó không thu hút được tiền và nó có những cái mã đi ngang hoặc là giảm đấy. Bên nước ngoài thì nước ngoài trong phiên hôm nay có phiên mua dòng khá là mạnh là trên 900 tỷ và chủ yếu tập trung ở các mã lớn như là quen thuộc như Vietnam Vinhome, ngoài ra thì các mã ngân hàng này, VCI hay Techcombank là mua đều đặn trên rất nhiều mã. Thị trường là tăng ở cái phiên trước khi vào cái phiên giao dịch buổi chiều ấy, thì tăng rất là tốt, sau 2 giờ thì lực bán mới bắt đầu xảy ra thôi. Thì đến đây thì nó cũng là một tín hiệu tích cực khi mà cái lực mua dòng của nước ngoài hiện tại vẫn là duy trì ở mức cao. Thì tổng kết kiểu của các đợt mua dòng nếu mà tổng kết các loại ấy lại ngày mua dòng ở trong 10 ngày gần đây thì nó chỉ mua dòng nhẹ, nếu mà trừ đi giao dịch thỏa thuận của VIB thì sẽ nước ngoài có thể mua đến là gần 3.000 tỷ đồng rồi. Đấy, nó con số khá là lớn. Đấy. Về khối tự doanh thì lại có xu hướng là bán dòng. Và em nghĩ hôm nay thì khối tự doanh cũng xu hướng bán dòng rồi. Sẽ bán lại cho cái phần của nước ngoài. Đấy, ngành nghề trong phiên hôm nay thì chủ yếu là tập trung vào cái ngành ngân hàng mà. Ngân hàng có mức tăng tốt này, chứng khoán và tổng cổ phiếu ngân hàng ở trong năm nay thì có gần như là TP Bank, EHB, đấy, MSB. Thì như phiên hôm qua đã nói thì cái dòng tiền xong mà khi mà đầu tư cơ từ các mã dài hạn là các mã lớn như là Techcombank, MB hay là ACB chẳng hạn thì nó sẽ chuyển dịch sang dần dần sang các dòng cổ phiếu cũng thuộc dòng ngân hàng mà là vốn hóa nhỏ hơn, đấy, là dòng ngân hàng. Dòng công ty chứng khoán nó cũng tương tự như vậy, tức là những cái mã mà lớn ấy thì nó có xu hướng giảm nhiều hơn, trong khi những cái mã bé thì lại có dòng tiền tốt hơn này, với những cổ phiếu như ORS, SHS hay VCI thì lại tăng tốt, trong khi những cổ phiếu lớn như là SI này, CMBND hay là VX thì không tăng được. Đấy, thì nó xảy ra ở trên rất nhiều ngành. À, bên bất động sản cũng thế, bất động sản thì anh chỉ thấy những cái mã bé như TCH hay Novaland cái kiểu thì nó lại tăng tốt hơn. Đấy. KHG này, EVG, những cái mã bé thì thu hút dòng tiền hơn. Đấy, thì cũng là một phần là cái dòng tiền nó bị chuyển dịch sang. Đấy, thì trong phiên hôm nay thì đa phần là các mã trên đấy thôi, còn hai thì có thêm cái ngành dầu khí thì vẫn duy trì cái mức tăng tốt trong phiên hôm nay, để chủ yếu cái cổ phiếu là BSR. Đấy, đợt trước thì nó sẽ tăng các mã lớn như PLX chẳng hạn, thì đợt này thì là chuyển sang là các cổ phiếu thiên về mã như là PSR, là cổ phiếu ở nhỏ hơn. Đấy, PVD, VVS ở trong phiên hôm nay thì cũng không tăng được nhiều, thế nó thể hiện sự chuyển dịch dòng tiền thôi, cũng chưa phải tín hiệu xấu thị trường. Và cái phiên hôm nay thì nếu mà theo đồ thị giá thì nó có một cái phiên giảm, không phải đóng cửa cao nhất phiên. Thì ở đây thì cái tín hiệu của cái cây hôm nay thì nó gọi là cái cây nến đó, shooting star
nếu xuất tinh chúng ta thì nó thường xuất hiện ở ngay các cái vùng cản của thị trường thôi, nhưng chưa phải tín hiệu mà tạo đỉnh. Đây này là một mô hình đảo chiều giảm giá. Tuy nhiên là cái mô hình này ấy, thì chỉ để ý là cái mô hình này thì cái tỷ lệ mà thị trường tạo đỉnh luôn thì nó tỷ lệ rất là thấp. Đấy, những cái nến xuất tinh ta thì đây nó xuất hiện rất nhiều khi mà thị trường đang đi lên đấy. Đấy, cũng có tín hiệu là gọi là cái vùng cản ngắn hạn. Đấy, thì cái vùng nó tạo ra là tại vì cái giá đóng cửa ấy, nó không bằng cái giá cao nhất. Đấy, và cái thận thân nến là nó rất là dài, nó thể hiện cái lực bán đấy. Đấy, thì cần cái này nó chỉ sẽ là một cây để mình cho thấy là cái vùng cản là vùng này khá là mạnh, thì nó sẽ viên đấy sẽ cần phải tích lũy thêm. Viên đấy chỉ xấu mà khi mà có một cái cây nến như thế này, ví dụ như đây này có một cái nến tạo đỉnh như này mà sau đấy có một cây giảm điểm khối lượng lớn như thế này thì mới là xấu. Đấy, xuyên qua cây nến của cái nến tăng của đợt trước ấy. Đấy, còn cây nến chỗ này chẳng hạn nó xuyên xuống một cây nến tăng ạ. Phiên này ví dụ như là ở thị trường giai đoạn hiện tại thì nó cần phải có một phiên mà nó xuyên xuống cái vùng thủng 280 thì mới là xấu. Đấy là ngắn hạn về phân tích kỹ thuật là vậy. Còn hôm nay thì với lực bán như này có phải là phân phối hay không thì anh chị sẽ cùng xem cái tìm hiểu về cái ngày phân phối và phân phối đỉnh và một số dấu hiệu phân phối thì mình xin chia sẻ ở đây. Thì ngày phân phối và phân phối đỉnh, thì ngày phân phối là gì? Thì một ngày phân phối là được định nghĩa là ngày có sự sụt giảm hơn 0,2% của một chỉ số thị trường kèm theo khối lượng tăng cao so với phiên trước đấy. Việc theo dõi số lượng ngày phân phối rất là quan trọng để đánh giá sức khỏe thị trường. Thì việc ngày phân phối thì được ví như là một ly rượu vang, một hay hai ly thì cũng hợp lý, nhưng mà nếu mình uống nhiều quá thì mình có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và say và khiến đầu óc quay cuồng, có thể hiện là cái khi mà mình nhiều cái phân phối quá nó thể hiện là lúc mà cái thị trường không được tốt lắm. Ngày phân phối tại sao lại quan trọng? Thì bởi vì trong những ngày ấy hầu như là có dấu hiệu của các tổ chức đang thoát thả khỏi thị trường, và đôi khi các quỹ lớn thì kiểm soát phần lớn khối lượng giao dịch hàng ngày, do đó là có xu hướng, nó thể hiện là một cái xu hướng chung của thị trường. Bạn không thể là mong đợi cổ phiếu tăng khi có những cái khẩu súng lớn ở bên cạnh đang bán ra, và khi có quá nhiều phiên phân phối thì lúc này thị trường sẽ bước vào điều chỉnh. Và quan trọng thời điểm điều chỉnh chúng ta cần xem xét là cân nhắc kỹ lại cái danh mục để giảm tỷ trọng và thoát ra trong trường hợp xấu nhất. Đấy, thì tức là nếu mà những ngày phân phối này nó sẽ được hiểu là nó sẽ không phải là diễn ra chỉ một ngày mà nó sẽ rất nhiều ngày, tại vì cái lượng hàng, giả dụ những tổ chức ấy, thì họ cầm cái lượng cổ phiếu rất là lớn. Đấy, khi họ cầm cái lượng cổ phiếu lớn thì họ cần phải ra hàng một cách dần dần chứ không thể ra phát và ra hết được. Đấy, nhà đầu tư thì nên làm gì khi xảy ra phiên phân phối? Thì khi phân phối xảy ra thì nhà tư có thể tham khảo và đưa ra hành động theo cái tham khảo dưới đây. Ví dụ là 1 đến 2 ngày phân phối thì nhà đầu tư cũng chưa cần hành động. 3 ngày phân phối thì nên bắt đầu quan sát cổ phiếu một cách kỹ lưỡng hơn, những cổ phiếu trong danh mục mình. Để nếu thiếu yếu thì mình có thể thực hiện bán. Còn đến ngày phân phối thứ 4 thì nên bán luôn. Đến ngày thứ 5 đến 6 thì áp dụng triệt để phòng ngừa rủi ro và bán hết hoặc là thực hiện cắt lỗ. Đấy, đây là hướng xử lý khi gặp những phiên phân phối. Và cái phiên phân phối là khi nào hết hiệu lực? Các phiên phân phối cũng có thể là kết thúc khi mà có 25 phiên giao dịch diễn ra kể từ phiên phân phối mà thị trường nó không bị có những cái đợt giảm phiên phân phối khác thì nó sẽ là bị xóa bỏ, hoặc là cái chỉ số của mức giá đóng cửa của một phiên phân phối là tăng trên 5%. Trong trường hợp thị trường chung bật tăng mạnh vượt qua vùng phân phối trong khoảng 5 tuần này thì có thể là đến lại. Ví dụ như thị trường nó đang đi ngang mà nó bật ngược lại. Ví dụ bây giờ thị trường nó đang, giả dụ là thị trường nó sẽ đi ngang trong khoảng 3-4 tuần tới là nó quanh vùng 1298 hoặc vùng 280. Nhưng mà lại có một phiên bật vọt khỏi vùng 1300 thì khối lượng lớn thì nó không phải là phân phối nữa. Đấy, cũng có nhiều trường hợp là có những cái cú break out giả thì thị trường cố lớn lên một chút rồi mới điều chỉnh. Nhưng chúng ta thì cần phải theo dõi thêm một số cổ phiếu dẫn dắt, định hướng xem nó có điều gì bất thường không. Nếu mà giả dụ như thị trường tăng mà lại cái khối lượng cổ phiếu như vật đỉnh, khối lượng cổ phiếu lại ở mức thấp này, các cổ phiếu dẫn dắt lại không tăng mạnh hoặc vật đỉnh chẳng hạn, thì nó sẽ là cái tín hiệu mình phải cẩn trọng. Tiếp theo là cái ngoài cái việc
phân phối, đấy ngoài phân phối thì còn một cái phương pháp khác để xác định vùng đỉnh là phân phối đỉnh. Phân phối đỉnh là gì? Thì phân phối đỉnh được hiểu là cái hiện tượng mà cổ phiếu nó có xu hướng tăng đột nhiên đi ngang trong vài phiên và khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng với tần suất đột biến, đặc biệt là quá trình phân phối diễn ra toàn thị trường nhưng không phải riêng cổ phiếu. Quá trình phân phối đỉnh xảy ra sẽ khiến chu kỳ thị trường có thể giảm sâu và điều chỉnh trong ngắn hạn. Đấy. Đó là phân phối đỉnh. Phân phối đỉnh thì em nếu mà hiểu đơn giản đó, thì anh chị có thể hiểu là cái khi mà cái gặp phân phối đỉnh thì thị trường đang một xu hướng tăng. Ví dụ như bây giờ thị trường là đang là 1240 tăng đến 1290 là một xu hướng tăng rất là tốt. Tuy nhiên lại đột nhiên lại đi ngang ngạn qua ngoài vùng 1290 trong khoảng 3 đến 5 phiên, khối lượng khớp lệnh thì tăng một cách đột biến nhưng mà giá lại cái giá lại không vượt đỉnh được. Đấy, thì nó có thể là tiềm năng là một cái phân phối đỉnh. Thì cách nhận biết thì đây là cái một là cái giá cổ phiếu được điều chỉnh mạnh mẽ trong phiên, hiện tượng này được gọi là bull chart, tức là cổ phiếu tăng giá mạnh cả đầu phiên nhưng càng giảm về cuối phiên. Bên cạnh đấy thì khối lượng giao dịch cũng tăng bất thường, cái này nó sẽ là ảnh hưởng đến tâm lý nhà tư cá nhân, nó gọi là bệnh tăng giá. Thứ hai là chỉ số giao dịch thể hiện cung cầu sự giảm co không điện, lúc này thị trường đang có một cái lực cung tăng đột biến đổ vào thị trường và phần cầu vẫn đủ bù lại khiến chỉ số sẽ không giảm, nó là cái giai đoạn đi ngang ấy. Phần lớn nguồn cung bán là chính là từ các nhà đầu tư cá mập, nó cũng tương tự như là phân phối nhá, ngày phân phối ấy. Đấy. Thứ ba là cái chỉ số và giá cổ phiếu có xu hướng giảm mạnh đầu phiên, khối lượng khớp lệnh tăng bất thường. Là cái này thông thường thì nó sẽ xuất hiện khi mà nó có một cái tin xấu, có đi kèm một tin xấu, ví dụ là thị trường Dow Jones chẳng hạn, nó tự nhiên nó giảm mạnh đầu phiên, khối lượng tăng mạnh thì nó cũng thể hiện là cũng là dấu hiệu của phân phối đỉnh. Và lưu ý khi phân phối đỉnh xuất hiện thì là mình phải chú ý một số cái lưu ý sau, tức mình phải phân bổ tỷ trọng đầu tư phù hợp. Việc đầu tư hết tài sản vào một mã cổ phiếu cũng mang tính rủi ro và hạ bớt tỷ trọng khi nhận thấy dấu hiệu phân phối xảy ra. Thì ở đây em xin lấy được cái ví dụ về cái thị trường VN-Index chẳng hạn. Thì cái về cái phân phối đỉnh đấy thì anh chị có thể theo định nghĩa là nó sẽ có những cái ngày giao dịch mà giá cổ phiếu mà nó liên tục đi quanh một cái vùng ấy với khối lượng cao nhưng mà lại không vượt được đỉnh. Đây thì nó thể hiện ở cái chỗ giai đoạn này chẳng hạn. Đây khối lượng cao rất là cao nhưng mà cái giá thì nó chỉ đi ngang quanh vùng này, là vùng giai đoạn trước này. Khối lượng cũng rất là cao mà nó chỉ đi ngang quanh vùng này đây này. Đây này. Đấy, thì nó sẽ tiềm ẩn cái khả năng phân phối. Hai chỗ đoạn này, đã hầu hết là cái những giai đoạn mà xác định thì nó thường có một cái giai đoạn đi ngang. Đấy, và cái khối lượng tăng đột biến, thường là tăng đột biến so với 20 ngày. Thì nó cũng thể hiện là phân phối đỉnh. Ở đây thì bên đấy thì tạm chưa có tín hiệu đấy nên mà mình vẫn có thể an tâm. Tiếp theo là ngoài những cái về phân phối đỉnh hay là cái những ngày phân phối thì có những cái dấu hiệu thị trường đảo đỉnh về mặt tâm lý như thế này. Thứ nhất là tin tốt ngập tràn, nhà tham gia đầu tư chứng khoán. Thì khi những thông tin tích cực bơm ra liên tục thì cũng lúc nhà đầu tư cần chú ý vùng đỉnh của thị trường. Thì lý do được đưa ra là thường là phản ánh cái thông tin của thị trường chứng khoán là thường là phản ánh trước những thông tin được đưa ra. Thời điểm mà thông tin được công bố thì lúc nhà đầu tư gửi bán chốt lời rất là nhiều. Thì tại vùng đỉnh anh chị thấy ở trong các zoom thì có thể thấy là nhận định đa phần là thị trường sẽ còn lên và mốc cao hơn. Tuy nhiên là cái tâm lý này để đến từ việc mà mình tâm lý lạc quan thái quá của nhà đầu tư và thị trường thực tế thường là không tốt như suy nghĩ của họ. Đấy thì cũng có thể là do nhà tư đã có cái quá trình mà lãi trước nhiều trước đấy. Đấy, thị trường lên tốt thì tâm lý hưng phấn và sẽ nghĩ là thị trường nó còn sẽ tăng rất cao và cái tin tốt ngập tràn đấy nó sẽ là một thêm cái tâm lý nhà tư và rất là lạc quan. Và khi đấy thì anh chị nên cẩn trọng, nhưng mà những cái thông tin tích cực liên tục xuất hiện đấy thì nó sẽ tiềm ẩn ở vùng đỉnh của thị trường. Với cái biểu đồ tâm lý thì anh chị xem rõ ở đây thì đó là vùng đỉnh thì thường là cảm giúp có xu hướng là mình muốn dùng margin tiếp để kiếm thật nhiều tiền đấy, và mình cũng lãi, giai đoạn đấy cũng lãi thỏa mãn, cũng là tiền tài. Và lúc mà thị trường mà quay lại điều chỉnh thì mình không bán đấy, mình nghĩ là cho thị trường còn lên đấy chứ không phải là mình phải bán đâu. Đấy, thị trường nó khi mà lên và xuống nó đều có một cái
thay đổi rất là nhanh. Nếu mà trong đầu tư thì nên là anh chị nếu mà là đã sai thì mình nên thực hiện cắt lỗ sớm. Để nếu mà dùng margin thì mình phải cắt lỗ nó phải nhanh hơn, ví dụ mình lỗ quá 5-7% thì mình cắt luôn. Nếu không thì có những cái giai đoạn như giảm thì có những cổ phiếu giảm 50% và mình có thể bị cô margin nó cháy tài khoản, rất là điều bình thường thôi. Tiếp theo là một cái dấu hiệu bên ngoài là việc là câu chuyện chứng khoán đi vào từng bữa ăn cùng nhậu. Thì tại vùng đỉnh thị trường thì tâm lý nhà đầu tư rất là hưng phấn, thì mua gì cũng lãi. Thì lúc này thì sức mua liên tục mở ra, ví dụ như là tài khoản là có 500 triệu mình lãi thêm 500 triệu thì sức mua lại nở ra tiếp. Đấy thì mình lại có sức mua để mua thêm. Đấy khiến cho mua gì lúc nào cũng là cứ phải full. Khi đó là không khí là phấn khởi khắp đội nhóm này, mạng xã hội này, người nhà nhà tranh thủ khoe lãi này. Không ít nhà đầu tư lại còn ước mơ là giao dịch cả thứ bảy và chủ nhật. Tình trạng hết giờ giao dịch vẫn còn căng bảng là toàn xanh tím, nó không phải hiếm gặp. Ngoài ra thì câu chuyện chứng khoán thì sẽ chắc được mọi lúc mọi nơi trên từng bữa ăn hoặc nhậu. Các chứng sĩ thì cũng gặp các đồng đạo này hoặc cùng một hội nhóm bạn bè chẳng hạn thì sẽ là thường có xu hướng tụ tập và ăn uống sang chảnh hơn. Nhà đầu tư theo nhóm thì thường có xu hướng liên hoan này, ăn mừng rất là nhiều. Và chủ đề lãi cho chứng khoán mà ăn to trong chứng khoán nó sẽ xuyên suốt trong buổi thực tập. Đây cũng là một dấu hiệu cho anh chị để ý. Đây là dấu hiệu về cái tiếp theo là thanh khoản tăng mà giá không tăng. Đây đây là dấu hiệu về cái lúc nãy em nói về cái phân phối đỉnh này, giá đi ngang mà thanh khoản nó tăng, nó có tăng nhưng mà lại không đi được, thì nó sau đấy nó sẽ phiên xác nhận là cái phiên giảm ở đây thì là thị trường quay vào phiên giảm rất là nhanh. Đấy, thì mình cần chú ý như vậy. Tiếp theo là cái sự suy yếu của cổ phiếu dẫn đầu. Một yếu tố để xác nhận vùng đỉnh là sự suy yếu của cổ phiếu dẫn đầu. Ở giai đoạn tạo đỉnh thì các cổ phiếu dẫn dắt thị trường tăng điểm, trước đó sẽ chịu áp lực bán mạnh và có tăng điểm, tôi sẽ gọi rất cao. Điều này thì cho thấy dòng tiền không phải đủ mạnh để đẩy cổ phiếu lên nữa. Đấy thì ở đây thì anh chị cũng thể theo dõi là cái sự suy yếu của cổ phiếu dẫn đầu. Ví dụ như giai đoạn này như là cổ phiếu dòng banh chẳng hạn, thanh khoản có thể là vẫn tiếp tục tăng nhưng mà cái cổ phải ra cổ phiếu đứng giá hoặc là có xu yếu giảm sút, thì anh chị cần chú ý là cái việc suy yếu của cổ phiếu đứng đầu là cũng tiền đạt cái vùng đỉnh của thị trường. Cái dấu hiệu tiếp theo thì sau phiên phân phối thì có một cái nhịp điều chỉnh mạnh, và cái phiên như em kể lúc nãy cái đoạn phân phối ở giai đoạn này chẳng hạn, cái giá thanh khoản tăng mà giá không tăng còn đi ngang như này, và nó có một cái nền xác nhận là thị trường giảm đây này, thì nó sẽ vào là nhịp điều chỉnh. Để cái này nó thể hiện là khi dòng tiền đỡ không đủ mạnh thì các cổ phiếu chủ giảm mạnh dẫn tới là một nhịp điều chỉnh mạnh. Đấy, phiên này nó sẽ chính thức xác nhận là đỉnh của thị trường luôn giai đoạn này. Đấy. Tại đây thì một số cổ phiếu để lên mạnh vào đầu phiên và cuối phiên để lại bị suy yếu và giảm điểm, thậm chí là giảm sàn. Biểu thị rồi kỹ thuật sẽ cho những cái nến đặc và dài. Đấy là một dấu hiệu để em chú ý để mình thực hiện bán ở vùng đỉnh. Hiện thì hiện tại VN-Index có phân phối chưa? Thì theo em là vẫn chưa. Thì nguyên nhân là thì anh chị có thể theo dõi ở đây. Thì hiện tại thì là cái thanh khoản thì nó vẫn ở duy trì ở mức cao. Tuy nhiên là nó chưa có cái gọi là cái vùng phân phối. Giống như giai đoạn trước này, chẳng hạn như là mà tạo trường tạo đỉnh này nó sẽ đi ngang quanh vùng này khoảng 36 phiên này. Đấy, và nó không lên được. Đây đoạn này thanh khoản thì nó cũng thấp thì cũng nặng, nhưng mà giai đoạn trước này chẳng hạn đi quanh cái vùng này, nhưng mà thanh khoản không thanh khoản là mức cao mà lại không tăng được giá. Hay như giai đoạn này chẳng hạn, đây giai đoạn này thanh khoản rất là cao và cái giá thì nó không tăng theo. Đây là một dấu hiệu để nghĩ là phân phối đỉnh. Còn hôm nay có phải phân phối hay không thì cũng không phải, nhưng hôm nay thì có mức tăng là không phải 3% đấy, chứ không phải là giảm 0,2%. Đấy, theo phiên phân phối thôi, có những phiên mà giảm 0,2%. Đấy, thì chị nếu mà giảm 0,2% mà khối lượng cao hơn phiên hôm trước, thì anh chị thấy ở đây thì có những cái phiên để mà nhận ra những phiên đấy, những phiên thế này, là những phiên phân phối. Đấy, giai đoạn này thì thanh khoản yếu thì nó không chuẩn lắm, thì anh chị có thể theo dõi ở đây trong cái giai đoạn này thì những cái phiên phân phối nó sẽ xuất hiện dày đặc này. Đây, cái phiên mà khối lượng cao này và giảm trên 0,2% này. Đây.
Nhất là chỗ này cũng là phiên cao hơn phiên trước và giảm 1,6% cũng trên 0,2%. Đấy, tiếp theo phiên này. Đó. Đó, tiếp theo phiên này. Đó, phiên này. Đây, phiên này sẽ là phiên xác nhận lúc của thị trường thật đỉnh đang đi xuống. Đấy, thì anh chị cần chú ý. Đấy, thì nếu mà mình theo trường phái đếm ngày phân phối hay là phân phối đỉnh thì mình phải chú ý là nó sẽ có một cái giai đoạn mà là thanh thanh khoản nó không mặc dù tăng mà thị trường nó không tăng nữa. Đấy. Ngoài ra thì những cái phiên giảm thì thường khối lượng cao thì mình phải chú ý thêm, và nó sẽ xác nhận bằng một cây nến dài như này, giảm như dài như này để xác nhận là thị trường đi vào cái xu hướng giảm. Mình cần phải chú ý để mình thực hiện chốt lời và giảm thiểu tỷ trọng. Đấy, hiện tại phiên tech cũng chưa có dấu hiệu đấy. Về cái chỉ số RSI về quá mức có bán thì cũng ở mức 63 đấy, chứ phải lên cái vùng có bán. Bán là nó thường là nó trên vùng 70 ấy. Đấy. Hôm nay chỉ là một cái nến, là cái nến shooting star thôi, nó thể hiện cái một cái vùng cản quanh cái vùng 295 đến 298 rồi. Đấy, nên chắc là tới khoảng 1 đến 2 tuần tới nó sẽ đi ngang qua vùng này. Và nó, nếu mà không đi lên được, nó sẽ có lực bán thử 1280 thì anh chị cần chú ý để mà thực hiện và giảm tỷ trọng. Đấy. Thì vừa rồi em vừa chia sẻ anh chị về tình hình thị trường, cách xác định phân phối hay vùng đỉnh của thị trường. Thì anh chị nếu mà có thắc mắc thì có thể liên hệ em theo số 0986344056. Chúc anh chị đầu tư thành công và hẹn gặp lại ở các buổi live tiếp theo.